cuộc đời Chúa Trịnh Kiềm. Trong những người đến Sầm Châu theo Nguyễn Kim và vua Lê Trang Tông, có một người nghèo khổ, xuất thân trong đám Lê dân, sau này trở thành một người có công lớn nhất sự nghiệp Lê Trung Hưng nhà Lê. Tên tuổi Trịnh Kiềm được lưu truyền và sử sách đã không ít giấy mực để đánh giá con người ấy. Tổ tiên ông quê làng Sáo Sơn, còn gọi là Sóc Sơn, huyện Vĩnh Ninh, trấn Thanh Hóa, sau này đổi thành huyện Vĩnh Phúc đến Vĩnh Lộc, đời Tây Sơn. Cao tổ ông là Trịnh Kỳ, Trịnh Kỳ sinh Trịnh Liễu sinh Trịnh Lan sinh Trịnh Lâu lấy vợ họ Hoàng ở Hổ Thôn, xã Vệ Quốc, Yên Đình, cách Sáo Sơn con sông Mã, sinh ra Trịnh Kiềm. Ông sinh ngày 24 tháng 8 năm 1503, niên hiệu Cảnh Thống thứ 6, đời vua Lê Hiền Tông. Ông có tên húy là Phiến, sau gọi là Kiềm, được sinh ở quê mẹ Hổ Thôn. Tiếng đồn trong dân gian thường đi kèm với những danh nhân kiệt xuất trong lịch sử và trong gia phả có ghi: khi sinh ra, Trịnh Kiềm có hào quang rực sáng đầy nhà. Năm lên 6 tuổi thì cha chết, ông theo mẹ là bà Hoàng Thị Dốc về quê nội làng Sáo Sơn. Nhà nghèo, mẹ con cày cuốc rau cháo nuôi nhau. Ông thường vào núi cùng bọn trẻ trâu nô đùa luyện tập như thể người lính, thường cùng nhau bắt trộm gà vịt ở đồng ruộng nấu nướng khao quân. Năm 16 tuổi, ông lưu lạc làm thuê kiếm sống nuôi mẹ. Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, lập triều Mạc, ông đã 25 tuổi. Sống khốn khó trong cảnh đất nước quê hương luôn diễn ra nhiều cảnh chiến tranh cướp bóc giữa các tập đoàn tướng lĩnh quân Việt. Sau, ông đến nhà Băng Ninh Hầu Lê Văn Tư ở làng Biện Thượng, là một võ quan của triều Mạc, xin đi ở cày ruộng chăn trâu ngựa. Vốn khỏe mạnh, nhanh nhẹn và chăm chỉ, ông được Băng Ninh Hầu tin dùng. Năm 30 tuổi, năm 1533, được tin Thái Tể Hưng Quốc Công Nguyễn Kim dựng cờ phù Lê diệt Mạc ở miền núi rừng phía Tây Thanh Hóa, do người anh họ là Trịnh Hoàng đã đầu quân ở đây cho biết. Để thoát khỏi cảnh tôi đòi đi ở nhà quyền quý, ông đã lấy một con ngựa tốt của chủ và luồn rừng lên sách cổ lũng theo Nguyễn Kim. Thấy ông có sức khỏe hơn người lại giỏi việc luyện ngựa, Hưng Quốc Công rất tin yêu, giao cho chức chi mã cơ chuyên lo việc luyện tập đội kỵ binh. Ông luôn quyết đoán nên việc gì ông cũng làm thành công. Từ đó ông được Nguyễn Kim rất tin cậy, nhiều việc quan trọng ông đã được giao phó và việc gì ông cũng hoàn thành tốt. Ông được giao lên biên giới Việt-Lào đón vua Lê Trang Tông về hành tại sách Thủy Thần Cẩm Thủy và về vặn lại xây dựng kinh đô tạm thời cho triều đình. Việc vận động liên kết với các lang đạo mường ở các vùng dân tộc miền núi Thanh Hóa, Nghệ An để tăng cường lực lượng, ảnh hưởng, nâng cao thanh thế nghĩa quân. Ông đem quân đi đánh Nghệ An, đuổi quân Mạc ra khỏi vùng ở Thanh Hóa, đánh chiếm Tây Đô, trận nào cũng chiến thắng. Tiếng ông nổi dậy bốn phương, xa gần hưởng ứng, hào kiệt quy tụ. Năm Kỷ Hợi, năm 1539, ông được vua phong Dực Quận Công đại tướng quân. Xuất thân từ tầng lớp nghèo khổ, nhờ tài thao lược trí dũng hơn người, ông đã trở thành một tướng lĩnh có uy quyền, tướng sĩ mến mộ, đứng vị trí thứ hai sau bố vợ Nguyễn Kim. Năm 1543, ông cùng các tướng dưới quyền đánh chiếm Tây Đô, đón vua về và hợp lực ba quân. Sau đó, theo lệnh vua, ông đón Nguyễn Kim ở Sầm Châu về. Năm 1545, đô tướng Thái sư Nguyễn Kim đem đại binh đánh trấn Sơn Nam của triều Mạc. Đến Yên Mô, ông bị hàng tướng nhà Mạc là Dương Chấp Nhất đánh thuốc độc, chết trong một bữa ăn. Tình hình diễn ra rất nguy cấp vì mất chủ tướng cầm đầu ba quân và là người chủ trì công cuộc phủ Lê. Sau đó, vua Lê Trang Tông phong cho ông làm đô tướng tiết chế các sứ thủy bộ Chư Dinh, kiêm nội ngoại Bình Trung quân quốc trọng sự Thái Lạng Quốc Công. Phàm binh quyền ở ngoài khổn, công việc nhà nước, mưu lược chủ tính, phong tước xa gần được tùy tiện xử lý rồi sau mới tâu vua. Ông là người được tin cậy để đứng đầu công cuộc Trung Hưng. Trịnh Kiềm càng dốc lòng trung trinh, phàm công việc gì cũng quyết đoán rõ ràng, mọi việc đâu ra đấy. Năm Bính Ngọ, năm 1546, vua về hành điện Yên Trường, sách vạn lại. Trịnh Kiềm thống lĩnh ba quân, chỉnh đốn việc triều chính, giữ vững châu Ái, châu Hoan.
nhiều quan văn võ và kẻ sĩ từ khắp nơi bỏ nhà mạc về theo như Lê Bá Ly, Nguyễn Thiến, Lương Hữu Khánh, Phùng Khắc Khoan. Hào kiệt theo về đông và thế lực của Nam Triều ngày càng lớn mạnh. Năm 1548, vua Lê Trang Tông mất 34 tuổi, con lớn là Lê Duy Huyên lên ngôi hiệu Lê Trung Tông. Mọi công việc của triều đình đều do ông quyết định. Ông mở nhiều cuộc hành quân đánh sâu vào hậu phương quân Mạc, uy hiếp thành Thăng Long. Tháng 9 năm 1555, ông chỉ huy tướng lĩnh và đập tan cuộc tiến công của quân Mạc do danh tướng Mạc Kính Điền chỉ huy trên sông Mã. Quân Mạc bị thiệt hại nặng nề, giết vài vạn, xác chết lấp kín sông, lấy khí giới nhiều không kể xiết. Năm 1556, vua Lê Trung Tông chết, 22 tuổi, không có con nối ngôi. Ông bèn sai người tìm con cháu đích hệ vua để đưa lên ngai vàng, mãi mới tìm được Lê Duy Bang, cháu sáu đời làm quốc công Lê Trừ, lên làm vua. Cuộc giao tranh của những năm giữa thế kỷ 16 diễn ra rất ác liệt, gay go. Thấy thế lực nhà Lê Trung Hưng ngày càng lớn mạnh, triều Mạc tập trung lực lượng lớn quân tiến đánh vào Thanh Hóa, Nghệ An để cướp đất, gom dân, phá vỡ căn cứ của Nam Triều. Danh tướng nhà Mạc là Mạc Kính Điền được giao chỉ huy. Sách Đại Việt Thông Sử của Lê Quý Đôn đã ca ngợi hết lời uy danh vị tướng này, và dưới trướng Mạc Kính Điền còn có hàng trăm tướng tài. Thái sư Trịnh Kiểm có mưu lược quyết đoán và biết dùng người có tài năng, hội tụ được hào kiệt bốn phương cùng tướng sĩ xông pha khắp các chiến trường, chia sẻ gian nguy với quân sĩ, đã đánh thắng 5 cuộc tấn công lớn của quân Mạc và bảo vệ vững chắc Thanh Hóa, Nghệ An, có nhiều cuộc tiến sâu vào đất Mạc. Vừa lo việc quân, thái sư còn lo việc triều chính, sai đo đạc ruộng đất, lập chế độ thuế khóa, khuyến khích việc làm nông trang, lập tòa đông các, mở các khóa thi kén chọn người tài ra giúp nước. Tháng 2 năm Canh Ngọ năm 1570, ông ốm nặng do quá lao lực về việc quân và triều đình. Ông tạ thế ngày 18 tháng 2 năm 1570, thọ 68 tuổi. Sau khi quân Tây Sơn tiến ra Bắc, mộ ông đã được giấu đi và hiện chưa xác định được vị trí ở đâu. Đây cũng là một nỗi niềm cần được làm sáng tỏ. Ở phương Nam, Nguyễn Hoàng được tin đã ra chịu tang rất chu đáo. Bài tế của Nguyễn Hoàng ca ngợi hết lòng về tài đức và công lao thái sư Trịnh Kiểm. Theo tác giả Anh Ngọc từ website Họ Trịnh Việt Nam, video được thực hiện bởi kênh Bí Ẩn Sử Việt qua giọng đọc Trọng Tuân. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo.